Phần thứ nhất, chúng ta sẽ ôn lại thể thức của một bức thư, cách mà chúng ta viết một bức thư. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại cấu tạo của một bức thư. Ví dụ, ở bức thư này, chúng ta sẽ thấy đây là bức thư các con đã được làm quen ở những clip trước rồi. Và thể thức của một bức thư là chúng ta cần ghi địa điểm, thời gian, lệch về góc phải của tờ giấy. Con sẽ ghi lời xưng hô, lời giới thiệu, lời hỏi thăm và nội dung chính của thư. Con có thể ôn lại một chút về kỷ niệm, nêu những điều con hứa hẹn, thi đua, gửi lời chào và ghi tên của mình. Phần tên này con cũng ghi góc bên phải cuối bức thư. Cô tin là phần tiến trình này các con đã nắm khá thành thạo. Về cách viết thì chúng ta đều biết thư đấy là dùng chữ viết để thăm hỏi, thông tin. Thông qua đó con có thể bày tỏ tình cảm hoặc ý kiến của bản thân mình với một người ở một nơi xa khác. Về viết thư, các con cần chú ý những đặc điểm chính sau. Trong thư, con phải thể hiện được tình cảm hay suy nghĩ trong cách thức của người viết. Ở phần này, con lưu ý, thư có cấu tạo riêng và cấu tạo này nhằm mục đích gửi thông tin và trao đổi thông tin đó. Thư cũng là để trao đổi về tình cảm, cho nên thông tin giữa người viết và người nhận ở phương xa con cần viết với lời lẽ mộc mạc, giản dị.